Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HP Nguyễn, những loài sống dưới nước của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái hồ cá trạch mà mấy tháng trước mình đăng cho các bạn xem nè. Thì hôm nay tình hình là trong hồ cá trạch của mình có biến lớn rồi nha mọi người. Thì theo như mình quan sát thì cái đuôi em cá trạch này nó không được như mọi ngày nha. Nó tóp tóp vô nè mọi người chứ nó không có xè ra. Con cá trạch này thì mình nuôi mấy tháng này cũng khá lớn rồi nha. Nó nằm muốn bít cái ống rồi nè. Thì ai theo dõi kênh mình cũng biết lúc trước mình nuôi hai con. Thì một con cũng bị chướng bụng, kỳ đó bị chướng bụng đi hết con rồi mọi người. Tại kỳ đó mình tăng thức ăn cho nó một xíu rồi mà không ngờ. Còn bây giờ còn một con. Thì lúc trước còn một con hổ bạc nữa. Mình nuôi chung với con này nhưng mà nó mới bị nấm mấy ngày trước nó đi rồi mọi người. Mình không kịp trị luôn á. Thì con này hôm nay là mình thấy nó có biểu hiện túm lắc. Nó có biểu hiện túm đuôi rồi mọi người. Thì mình thấy trên đầu nó cũng có mấy cái mụn trắng trắng nè. Nè trên cái ống này mọi người cũng thấy trắng trắng nè đâu. Một phần là do tép và một phần là bị nấm đó nha mọi người nha. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ bắt con cá trạch này ra, mình đánh thuốc chữa trị cho nó nha, đặng mình thả lên cái hồ cá mập cảnh của mình đó, thả chung với mấy loại cá săn mồi kia luôn. Con này thì bây giờ cũng khá bự rồi, mình không sợ con chê cọp nó ăn đâu mọi người. Thì bây giờ mình bữa nay nó hay ra đây nè, ra chỗ này nó nằm hoài. Bởi vì mình mới thấy được cái đuôi nó túm mọi người. Một bữa nó không có túm vậy đâu. Thì để một hồi mình sẽ bắt nó ra đánh thuốc rồi quay cho mọi người xem nha. Thì ở đây như các bạn cũng đã thấy, ở đây là một cái máy sủi oxy và hai chai thuốc mình sẽ đánh cho nó nè mọi người. Còn cái xô này mình sẽ đựng nó trong đây nha. Còn cái chai này là mình ước lượng cái số lít của nó nè mọi người. Cái chai này là 500ml nha. Thì mình sẽ đánh cho nó thuốc giải độc khẩn cấp anti chết nha mọi người. Túm lắc, nó chỉ túm lắc lừ đừ nè. Thì cái chai này cách dùng của nó là 2 giọt trên 1 lít nước nha. 2 giọt trên 1 lít nước. Còn cái chai này là chiên trị đốm trắng và ký sinh trùng Barakiu. Thì cái chai này là 1 giọt trên 2 lít nước. Vậy thì mình sẽ đánh vô cái xô này là 2 lít nước nha mọi người nha. Thì làm sao để biết được mình có đông được 2 lít nước hay không. Thì cái chai này là 500ml nè mọi người. Thì mình sẽ đóng 4 chai này là ra 2 lít. Rồi thì một hồi mình sẽ bơm nước vô cái xô này. Nè mọi người, nó cứ ra đây nó nằm vậy nè mọi người. Thường mỗi bữa là nó nằm trong cái ống thôi mà. Nó cái đuôi nó tóp tóp lại. Nó không có như bình thường. Con này giờ cũng khá bự rồi nha. Nó cỡ ngón tay cái của mình rồi đó. Nhìn cái bông nó khá đẹp ha. Thì một hồi mình sẽ bỏ nước vô cái chai rồi mình sẽ bắt nó ra nha mọi người nha. Thì đây là hai cái xô nước mà mình đựng nước mưa mình lắng xuống hõm gài rồi nè mọi người. Ở trên mặt nó thì bụi nó rớt vô hơi nhiều nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái chai này mình đông 4 chai là 2 lít vô cái xô này đặng mình trị cho con cá trạch nha. Thì giờ để mình mở nắp cho cái đã. Trời ơi, thấy không có tài quay cho các bạn xem nè. Mắc dị luôn á. Để mình vớt cái... mình đẩy cái kia cái bụi đi các bạn. Thì một chai này là 500ml là mình đông 4 chai đầy là ra 2 lít nước nha mọi người nha. Rồi thì bây giờ mình đổ vô đây 4 chai. Đi ra con, ra con. Trời con bơ nè mọi người. Nó thấy mình làm cũng lợi tà lanh lẹt nhiều chuyện nè. Thì lúc trước mình không biết đường ước tính đâu mọi người. Mình nghe 2 lít nước mình cũng không biết đường tính nữa.
sau này mình coi chính chai này mình thấy nó có để ml á, thì mình dễ giờ mình dễ ước tính hơn, chứ nói không 2 lít không biết đường đâu canh. 3 chai rồi phải không ta? Lo nói chuyện với mọi người rồi quên luôn mọi người. 3 chai rồi, 1 chai nữa nha, 1 chai nữa đây. Rồi là 2 lít, tổng cộng 2 lít, chà cũng nhiều quá đó, nhiều quá. Rồi bây giờ chai này hết tác dụng, bỏ qua bên nha. Rồi để mình sẽ lột 2 cái chai thuốc này ra mình đánh nha mọi người. Thì đầu tiên là nãy gì, anh đi chép giải độc khẩn cấp chị túm lắc lừ đừ. Thì cái chai này là 2 giọt trên 1 lít nước, mà cái này 2 lít nước thì mình đánh 4 giọt nha mọi người nha. Thì trước khi đánh mình sẽ lắc đều, thì các bạn đợi mình xíu nha, mình tháo cái này ra cái mình mới quay tiếp được. Thì trong hướng dẫn nó có chỉ mình là lắc đều trước khi xài nha mọi người. Thì giờ mình lắc nó lên nha, lắc cho nó đều. Rồi thì cái chai này 2 giọt trên 1 lít nước, bây giờ mình sẽ nhỏ 4 giọt nha. 1 2 3 4. Rồi. Để mình đánh tới chai thứ kia nha mọi người. Thì cái chai Parakeet này nó dữ hơn cái chai hồi nãy nha mọi người, nó chỉ cần 1 giọt trên 1 lít nước thôi. Thì cũng giống như chai kia thì mình xóc đều nó lên thôi. Mình xóc đều sau đó mình nhỏ vô chỉ cần 1 giọt nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhỏ vô 1 giọt nha mọi người nha. Ít dữ rồi ta. À, các bạn thấy nước không? Nó đang chuyển màu nè, để mình giờ vô sáng mình quay cho các bạn xem. Nãy mình quên vớt con cá ra trước mà, rồi mình hả đánh thuốc trời. Thì cái này hồi tự động nó hòa tan đều hết nha. Thì bây giờ mình sẽ ra làm sao mình vớt cá mình bỏ vô đây. Gì vậy con? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vớt nó ra nha mọi người. Cái ngậm hơi khó vớt. Vô không? Rồi, nó vô. Con này nó khôn quá rồi. Chín rồi mọi người. Sợi vớt nó chằn ngay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem nó lên trước nha. Thì đây là mình vớt nó ra nè mọi người. Giờ mình đem nó lên đây để nó trên này nha. Thì ở đây mình có một cái ghế, mình sẽ để nó ngay đây nha mọi người nha. Để mình quay cận cho các bạn xem nè, thấy nó bự ghê chưa? Giờ nó cũng khá bự rồi đó mọi người. Nó lên bông nhìn thấy đẹp không? Mà để mình quay dưới cho mọi người xem nè, nó bự cỡ nào nha. Ồ, thấy bự chưa? Nhìn giống như con lươn luôn á mọi người.
thì tối nay mình sẽ ngâm nó trong đây. Bữa nay mình trị cho nó mà, cho nên là mình sẽ cho nó nhịn ăn. Thì cái cục này hồi nãy mình thấy, mình không biết nó có bị vi khuẩn bám hay không, cho nên là mình bỏ vô đây nhất cử lưỡng tiện luôn nha mọi người, vừa cho con cá chạch này nó trốn mà vừa khử trùng cái cục này luôn nha. Giờ mình sẽ để vô ha. Rồi cá chạch nằm dài hơn cái xô khúc luôn. Rồi mình để vậy cho nó trốn vô nó an tâm á mọi người. Trốn đi con. Hôm tối nay không biết cần có nắp đậy không ta, chứ nó nhảy ra thấy bà luôn á. Đó. Mấy con này thì nó phái chỗ trốn á mọi người. Nó chui vô rồi. Chui vô rồi, lú cái đầu quanh đây. Rồi thì bây giờ mình đánh oxy cho nó nữa là xong nha. Thì đây là cái máy oxy của mình. Giờ thì mình sẽ bỏ vô đây thôi. Bỏ vô đây. Rồi cái này mình ghim điện vô cái ổ này. Nhưng mà mình phải tắt cái máy quay cái. Ồ, nó không tới nữa mọi người. Nó không tới, dày nữa mới chết chứ. Thì bây giờ mình bắt đầu ghim điện cho cái ổ điện này thôi nha mọi người nha. Thì mình đã treo nó lọn vô cái này nè mọi người. Chứ nó không tới dây. Bây giờ mình ghim cái ổ đầu đi. Ổ xanh để mình tắt cái mình ghim. Các bạn không có tay ghim không được. Rồi thì bây giờ mình đã ghim xong rồi nè mọi người. Giờ mình chỉ còn ghim chui cho nó chạy ra. Rồi thế là đã ok nha mọi người nha. Thì cái máy này nó phát ra tiếng ồn rất là khó chịu nè. Máy oxy nè. Rồi thì tối nay mình sẽ để nó ở đây, chắc không cần nắp đậy đâu mọi người. Chắc không cần nắp đậy đâu, cũng còn khúc trên này chắc nó không leo lên được đâu. Với có cái chỗ này trốn nè. Rồi thì clip khá dài rồi mọi người. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.